diện với đối phương. Một tình huống tấn công khu vực trên với ba thành viên sứ giả được thả ra, đã có tình huống combo. Silas bị tấn công bởi trụ rất đau, God vẫn còn sống sót, bị dính tối hậu thử. God vẫn đang cố gắng vùng vẫy, thậm chí sẽ là mang hào cùng thứ hai, nhưng không, tốc biến thoát đi tạm thời. Bianoi còn sống sót, quay ngược trở lại với đại địa chấn. Sau đó là a few moments later, Silas cũng đang tiến ra đây để giúp cho hai người đồng đội của mình. lại ba thành viên này. Lại một lần nữa là bộ ba này lao vào với bò hút nghiền nát, nhưng người đồng đội của cô ấy lại không băng vào được trong pha thi đấu này. Đây là đại địa chấn được tung ra, nhưng những người khác của Wellerfen cũng đã đến. Còn một tối thượng xảy ra rất nhiều sát thương, tối hậu thư được sử dụng, đã có chiến thuật chưa lấy được mạng của Ghost. Dành cho Viettron ở trong thời điểm này, ở đường giữa thì sao? Đó là vị trí của Minaka. Chính xác rồi, đó là Minaka bị dính tối hậu thư. Trước đó là một tình huống chiêu cuối được bắn ra đến từ điều Ozip nữa. Mất đồng hồ và mất tốc biến thoát đi, khóa ánh sáng là trượt. Và có sự hỗ trợ của Gambling ở đây. Và Minaka còn sống sót, họ phản công, giữ chân được một người, bay ngược trở về tiếp. What? Trong khi đó thì Wellerfen đang bắt vào từng người, một lần cầm kiếm này chưa đủ sát thương. Ôi. Và sau đó thì EE có thể đến với những cú sóng âm của mình và lấy đi những mạng cục khí. Cô ấy làm chính xác điều đó. Và đây là con bùa xanh, nó bị kéo ra khỏi hàng của mình. Tình huống tương đối là cồng kềnh đến từ các cô gái Philippines. Cồng kềnh hơn nữa, hồi nãy vì không nhìn thấy EA vừa rồi hổ thải không qua tường. Đồng hồ nhân động đó là Anves, nó quay ngược trở ra với cú đá quét chiến thuật. Wingman đã có vùng vẫy và một tiếng lao lên hơi sâu đến từ Radiant, và ta bị hạ gục. Majestic là người có mạng hạ gục đó. Ý của Embryo Smart, họ sẽ có được con sứ giả thể nước thứ hai này tốc biến kéo đến từ Tobu. Bị làm choáng, bị dồn sát thương, bị kiệt sức, cố gắng dập nhảy và nện đuổi theo. Anvet dễ dàng thoát qua phía bên kia bờ tường, tốc biến đuổi theo, đó là pha đầy sức sát thương là không đủ, có một tiếng dập nhảy tiếp theo bất chính. Là Xlas mới là người gặp nguy hiểm trong tình huống này, một tình huống cú lừa. Ở đây anh ta đang có tình huống làm tường những người đồng đội của mình. Winter đang đứng rất sâu, có thể chống chịu được rất nhiều sát thương cho những người đồng. A few moments later, đã vào, và đó là gặp vào việc đầu của Ice. Hayes quay trở lại để có thể bắn. Wow, này thì Winter trong Spay và Top Team trong pha thi đấu vừa rồi, đường giữa được hở ra và đang được lấy đi. Nope. Daddy cũng là Rafe, một tình huống án tử nó hơi lệch xong. Tiếp tục kill dành cho Chaos, không phải SK tới cho Chaos. SK đang bắt đầu tới, Chaos đang phải chạy. Tại bực khi của mình nó hơi ngược chiều một chút xíu. Vẫn đang cố gắng bỏ chạy nhưng không thể nào chạy được cả, thiếu đốn chính xác. Chắc chắn chủ rất dễ giải quyết. Gì đây? Ôi tại sao lại ở đồng hồ? Tại sao lại ở đồng hồ? Anh ta chắc chắn sẽ không phải nằm xuống trong pha thi đấu vừa rồi chứ, tại sao ta lại ở đồng hồ? Tốc biến của đối phương chỉ có thiếu một mình ở vị trí của Violet và thôi, bắt đầu băng vào thảm lửa giữa đội hình. Vô tay sai lầm rồi, đi hôn gió bị sốc sát thương. Vỗ tay của đối phương đã bị phát hiện bởi đối phương, nhưng đây là bay tiếp tục bắt lại, tốc biến đập mặt vào tường và sợ lên bản đi số bên phía mình nỗ lực để có thể lết về một con Darius tương đối là yếu ở thời điểm này. Và thi đấu một tình huống bết một tình huống bết đến từ Violet. Cô ấy muốn lừa Sasalala, nhưng bây giờ là rất nhiều người của team, một kề ba người. Làm sao mà thu được, không có một cách gì bạn thu được cả. Con Rakan của CWJ đang đánh thường vào người ơi. Anh ta, ôi trời ơi, đúng là tay to của nó chết đói và về cái chất tướng này. Ui, nhưng mà Galio vừa làm một cái gì vậy? 4-1 của NBA Esports sẽ khó để có thể triển khai. Và đây là tình huống chủ động bắt lại của Hay. Anh ta dùng phản đòn hơi muộn, vẫn bị giữ lại trong tối hậu từ. Đã phải dùng tốc biến nhưng còn đá mắc kỳ tần đại thử cách được kích hoạt. Có đồng đội đến, khả dịch hạ gục thành công. What the hell? Cũng bắt buộc phải có, đó là cái giáp tâm linh để có thể tăng thêm khả năng hồi phục cũng như là chống chịu bớt cũng như là sát thương phép của đối phương. TF tiếp tục lao vào một cái mũi không có tầm nhìn. Vừa sinh bị bật kiên đen nhưng Akeno cũng đã phải dùng cái tốc biến khi thấy đôi chân đường rừng của đối phương cũng xuất hiện ở đây rồi. Và cú bắn rơi móc vừa rồi là vào không khí đến từ anh chàng Harvey. Dừng FPC nhưng T3 rất tinh, không còn chỗ bốn, nhưng anh ta vẫn bị bóc lại bởi vị trí đó là Thunder. Sự thay đổi quá xuất sắc đến từ bên phía của Evo, và Thunder đang tỏ ra là một đầu tàu dẫn dắt Evo để về chiến thắng này, nhưng anh ta ngay tức nằm xuống, không ai che cho anh ta cái chiều cuối của Aksan cả. Nhiều lượng thông tin ở đây để có thể biết rằng
là anh ta đang hướng xuống nửa dưới của bản đồ, nhưng ở khu vực đứng dưới đây một lưỡi hái xoáy nhưng chưa có cấp độ 2, và Max mới là người lên cấp độ 2, chưa chính xác. Nhưng nope. Ngược lại là 12 seconds later, à và anh ta đang dẫn một đợt lính rất to nhưng qua nope. đá đường giữa này cũng tình huống chọc nope. tôn tốc biến qua phía bên kia vách tường chọc. No God please no 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 no. Tình huống sau tháng tiếp tục là muốn thể hiện và đây tiếp tục là một tình huống kéo trượt sẽ hơi yếu. Chili mất cho mình rất nhiều phép bổ trợ và để xem Chili có nằm không, và chắc chắn là anh ta không nằm khi mà anh ta có được cho mình đó là Garou cũng lại là một lần nữa tiến lên đến Argenti. Và đây sẽ là Chili một pha phần bóng về và chắc chắn không dám combo xoáy là đẹp, nhưng sau đó này lại là nào nó thoát khỏi tay của và thi đấu là khá biểu diễn và Noel chiều của mình lao vào đây. Và đây là thằng Trường được tung ra. Anh ta bị ăn đủ luôn. Sao không đỡ em đồng đội của mình? Chili chơi thật sự là quá thiếu đồng đội ở đây. Nếu tôi là Ozamagi trong ván đấu này, tôi sẽ giỏi. Tôi sẽ không chơi với lại Chili nữa. Thật sự là như vậy. Tục là mục tiêu bị nhắm tới trong ván thi đấu này. Cô này đã phải nằm xuống rồi. Dễ dàng đang bỏ chạy được ơi. Một hạt tông rất tay hại. Và đây cũng sẽ là một thế đánh mà đối phương muốn lấy luôn trụ đầu khi mà chờ Mai Linh tiến vào mà thôi. Mai Linh, Mai Linh có một tình huống lướt lên rất nhạy cảm. Mai Linh còn chưa có tốc biến. Mai Linh sử dụng chiêu cuối rồi kết án vào người của Lawis, sau đó lộn thêm một lần hai bị giữ chân người pháo tuyết. Có thể dễ dàng kiểm soát được những thế trận ở giai đoạn sau khi lấy được trụ sớm của đối phương, nhưng đây là tình huống muốn ganh số khu vực đường đấy, có cả siêu dáng chế đáp xuống. Đây là đáp thẳng vào trụ siêu hùng dáng vào lòng đất đến từ vị trí của đó là What the Z. Bây giờ bên phía của Thái Lan họ lựa chọn thì rất khó để cho một con Z có thể băng vào trước và kết liễu được một mục tiêu về phía Zira. Nhưng đây là tình huống mà vị trí của Argeni hơi lẻ loi nên và với một Alista thì cũng hơi khó để cho các thành viên của Zira họ có thể làm khó được. Nhưng đây là tình huống băng thẳng vào khu vực rừng của đối phương và người đang gặp rất nhiều nguy hiểm ở đây. Ozarabiki tốc biến đập mặt vào tường. Viên à các vị và từ từ chúng ta đến ngay đây là một pha thi đấu mà đã lên level 2 sớm rồi và đến làm choáng tốc biến có. Và dường như Noel sẽ rất khó để Noel. Anh ta đã phải nằm lại trong tình huống vừa rồi rồi. A few moments later. Thuận lợi dành cho bên phía đại diện của Malaysia. Đúng là như vậy. Và có lẽ rằng Uram chắc là họ phải tự hiểu điều đó đúng không nào? 2 hours later. Một vị tướng mà có khả năng thắng sớm như là con bạch Irelia đang phải cực kỳ thon. Và bây giờ Ahead đang rất xanh xao, tiếp tục chơi xong một lần nữa đến khai thác cực kỳ triệt để. Và đó sẽ là một bổ đến vào kiểm soát tầm nhìn trong rừng của đối phương. Và các bạn hãy nhớ xem giải đấu F3 CEC của chúng ta trên nền tảng F3 hoặc ứng dụng trên các thiết bị cầm tay để có thể xem trước 5 phút, cũng như là nhận những phần quà thú vị như anh Uzi vừa nhận được trong trận đấu trước vậy. Hơi nhưng mà hơi đen là hình như anh nạp nhầm vào web pha ke thì phải, và thì có thể là anh đã mất được cái thẻ đấy rồi. Kết hợp với nhau là quá tốt cho pha tấn công này. Lawis vẫn đang thi đấu rất hay với con bài Javan. Tạm thời tôi đang nhìn thấy Ghost đang chọn được nhiều bài vàng phết khác với người em cùng quê với tôi. À nhưng mà ít nhất thì bên phía của Wolverine họ cũng có được hai mạng sau pha băng trụ của The Sky Riddick định mệnh được bật bay lên hay không đây. Bay không? Dù bản linh không thì bay dập. Bản linh thì đâu. Có đấy nhưng bay thì không. À, quyết định là bay luôn. Rồi bay bản lên thì có và quyết định là bay. Bay thẳng lên bảng điểm số đến từ vị trí của Ghost. Hai người từ bên phía SBC đang đổi đối phương. Kiro bị quay lại, anh ta trói chúng thành công. Tốc biến để bỏ chạy, nhưng đó là pha tốc biến theo đến từ T3. Chặn đầu là TF. Yeah. Kenny ở đây chỉ mới hỗ trợ là Keno mà thôi, nhưng đây là đại trận tương đối là đẹp, nhốt lại được ba người bản thân TTC và tự nhốt bản thân luôn. Noel sẽ phải nằm ở trong pha này. Tâm trụ một lần nữa, lần này có ba người sát thương được chi vẫn là chưa đủ, bị kẹt lại dưới tâm trụ chiêu cuối. Xong người vội vàng bước qua và tốc biến lên để cao vẫn không giết được Noel. Sau đó đến con người đỏ, sau đó sẽ là Kinemon đá về chăn chối. Ơ, không có chăn chối trong pha giao tranh này. Có lẽ anh ấy tiếc hay sao, vẫn có thể lướt theo và vẫn mang về một mạng hạ gục. Đường dưới chúng ta có mạng hạ gục của Battle Z cũng. Và lượng sát thương của MVC ở thời điểm hiện tại là rất vượt trội. Tiếp tục là rất tự tin đến từ TF với một bài Lee Sin này của mình. Thì chúng ta hoàn toàn có thể giao tranh thắng với đội bạn và quét sạch Kuriam chỉ trong vài giây mà thôi. Và đây là Đài Lương Ngạch. Hello cutie pie. Tách đấm tạ kênh hồ, một người.
Nhưng những gì mà Aquino làm, Keno một cục đá cứng cáp nhất mà tôi từng thấy. Noel bắt đầu càn vào phía sau chạy đánh ba. Không, đó là double kill dành cho Kieran rồi. Kieran chuyển thành đại súng, Kieran bắn tay, C3 combo hụt, C3 combo tệ hơn cả tôi. Tôi tin chắc là như vậy. Chúng ta như những gì mà anh ta đã làm. Ây à, đây vào hôm đó không thể quên hơn. Và combo của SBTC thì lại quá đẹp.